và cái sản phẩm này thì cũng sẽ giúp cho người nè vừa mới phẫu thuật nè đó hỗ trợ giúp làm nhanh lành vết thương nè. Đặc biệt là rất tốt đối với những người mẹ đang mang thai, đang cho con bú, mà muốn hỗ trợ thêm đạm nè, hỗ trợ thêm cái sự phát triển của em bé, nhưng mà không làm cho cái mẹ bị tăng cân cái gì. Vậy thì tại sao sản phẩm bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh này á thì lại giàu đạm này thì lại rất tốt cho sức khỏe như vậy ạ? Vì sao ạ các chị? Bởi vì á như các chị cũng đã biết là hầu như những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta thì đều được xây dựng từ một cái nguồn nguyên liệu chính, đó chính là chất đạm, đúng không ạ? Đó, hay được gọi là protein, đúng không ạ? Và tất cả những cái tế bào của các chị á, từ da nè cho tới tóc nè, rồi cho tới tế bào gan, tế bào thận, tế bào tim mạch, đúng không ạ? Bất kỳ cái vùng nào trong cơ thể của các chị thì đều cần đến protein để có thể hình thành nên những cái tế bào mới, đúng không ạ? Giúp cho những tế bào này được bảo vệ khỏe mạnh nè. Và từ đó là tạo nên một cái sức khỏe chung cho toàn bộ cơ thể của chúng ta, đúng không ạ?